Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của Hải Thì uh, hiện tại dự án Sidera của chúng ta đang trong giai đoạn đó là uh, Chuẩn bị bước sang giai đoạn đó là xác minh B2B nha các bạn Nhưng mà hiện tại thì chưa có một cái thông báo cụ thể ngày giờ để mà chúng ta xác minh B2B nha Nhưng mà hiện tại thì đã có một số cái hình ảnh rò rỉ Về cái việc xác minh uh, B2B mình sẽ gửi đến các bạn nha rồi và mình đã sưu tập được đó là hai cái hình ảnh nha các bạn đầu tiên đó là hình ảnh chúng ta có thể nhận thấy chúng ta sẽ cai xe trên cái trang đó là cai bot com nha thì cái đoạn thông qua cái đoạn này mình có thể dịch hiểu như sau đó là chúng ta cái tài khoản của chúng ta sẽ được hai người dùng hai người dùng khác nha các bạn đó là xác minh tài khoản của chúng ta theo hình thức b2b và có thể chúng ta sẽ trả cho họ một hoặc là hai cái đồng cdr thật nha các bạn cái đồng cdr mà chúng ta đang sở hữu đó để mà họ xác minh cho chúng ta nha chúng ta hiểu đơn giản là như vậy nha các bạn b2b tức là kiểu mà hình thức chuyển nhận đó các bạn thì rất có thể họ sẽ lấy một hoặc là hai cái đồng cdr để mà xác minh cho, cho tài khoản của chúng ta nha thì có hai người xác minh nha các bạn nhưng mà đây là cái thông tin theo đây là cái hình ảnh nó cũng chưa được rõ ràng các bạn cho nên chúng ta dịch hiểu trước mắt là như vậy nha rồi và đây là cái hình ảnh thứ hai nha các bạn đây là cái hình ảnh thứ hai mà KC nè nói chung nó cũng chưa có gì rõ ràng hết các bạn à, tại vì hình hiện tại những hình ảnh này rất là ít nha các bạn đây nè các bạn nè thì rất có thể chúng ta sẽ vào cái trang này đó là kcbot com nha. K... Cái trang này lúc trước chúng ta KIC đó là giấy tờ tùy thân của chúng ta đó các bạn. Thì hiện tại bạn nào chưa KIC đó là giấy tờ tùy thân á thì các bạn vẫn KIC bình thường nha. Các bạn vào cái trang kcbot com nè. Các bạn kéo xuống dưới cho mình, các bạn bấm một cái dấu cộng này nè để mà các bạn thêm tài liệu của các bạn lên nha. Còn như mình là mình đã KIC rồi các bạn à, tài liệu của mình là tình trạng nè, đó là đã xác nhận là ok rồi nha các bạn thì ở đây nó có cái điểm KC nè thì cái điểm KC này chúng ta vẫn chưa biết nó để sử dụng nhằm cái mục đích gì nha các bạn thì cái này chúng ta phải chờ thêm thông tin nha rồi thì hiện tại cái dự án Sierra nó đang trong giai đoạn đó là tiến gần tới cái việc lên sàn nha các bạn nó chỉ còn ba bước thôi các bạn đó là xác minh B2B nè thì mình nghĩ trong khoảng vài ngày nữa thôi các bạn là nó chúng sẽ cho chúng ta xác minh B2B nè tiếp theo là nó sẽ tính giá và tiếp theo là chúng ta có thể trao đổi mã thông báo xác thực sang Sierra Co nha các bạn tức là hiện tại những cái đồng Cedra mà chúng ta đang sở hữu nè nó vẫn chưa là đó là Cedra chính thức nha các bạn nó còn một cái bước nữa đó là chuyển sang đó là Cedra coi nha các bạn đấy thì hiện tại chúng ta vẫn khai thác bình thường nha các bạn cứ 24 giờ chúng ta vừa bấm khai thác một lần và nhiều bạn cứ nói là tại sao vào khai thác app khai thác không được thì mình nói các bạn rất nhiều lần rồi các bạn các bạn cứ việc vào cái trang là sidrachain com nha các bạn vào app không được thì các bạn vào web các bạn khai thác còn các bạn vào web không được thì các bạn vào app nha sidrachain com nha các bạn là các bạn khai thác bình thường thôi à, mình khai thác nó không có bị vấn đề gì cả nha các bạn và đến thời điểm hiện tại à, bạn nào vẫn chưa khai thác sidra thì các bạn có thể click vào đường link bên dưới phần bình luận để mà đăng ký khai thác bình thường nha các bạn dự án của chúng ta đang trong giai đoạn nước rút đó các bạn cho nên các bạn à, à, chăm chỉ khai thác và đồng bảo qua, qua cái phiên khai thác nào nha các bạn video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.